Đi sáng giờ cũng mỏi chân các bạn, do người ta massage chân có 90.000 kiếp à, cũng thoải mái ha, massage 1 tiếng một hồi ha. Đây là massage lành mạnh nha các bạn, massage khỏe nha, chứ không có gì massage mệt nha. Chung là mình trải nghiệm một lần ở Lào, nhưng mà cái này phong cách nó làm kiểu giống Trung Quốc các bạn, chứ hình như là chủ đây người Trung Quốc hay sao, có lẽ vậy, nhưng mà cũng mang tính chất là người Lào massage nha, thì nó cũng bắt chước lẫn nhau thôi. À, khu trung tâm thành phố Viêng Chăn nè. Khu này phố Tây, Tây rất là nhiều. Giờ là 4 giờ chiều rồi, thấy tấp nập rồi đó. Mắc cọt mà muông mắc bàn đòn. Chất khô sầu riêng của người Lào. Wow. Wow. Thank you.
Wow. 650.000 kiếp một ký. Wow, giá quá mắc. Việt Nam đem qua đây bán là lời nha các bạn. 650.000 một ký. 650.000 kiếp một ký là khoảng 700.000 Việt Nam một ký. Nếu mà cân như thế này. Còn mua cái trái này chắc rẻ hơn, nhưng mà người ta không có bán trái vậy. Đã khui ra tao bán như vậy đó các bạn. Đang gõ xem coi chín chưa ha. Rồi đã chọn được một trái. À, gọt cái mũi ra trước. À, gọt cái mũi nhọn ra trước. Xem một lít. Hoàn toàn khác cách khui của Việt Nam ha. Wow. Beautiful. Cái vỏ rất là mỏng các bạn. Mỏng lắm. Bên đây còn hơi dày nè, chứ bên đây mỏng dính nè. Còn đây là chuối à, 40.000. Chắc có lẽ tính ký. Bên kia là cột rơi sẵn rồi, 20.000. Này tính theo tiền kiếp nha, tiền kiếp của Lào nha. Rất là nhiều loại trái cây nha. Dâu nè các bạn. Đây 1 ký 50.000. Này giống thanh trà. Cái kia 1 ký tới 120 lần. Wow, Sacobat của Lào. Sacobat đang dần dần phát triển tại đất nước Lào. Quá cao luôn. Wow. Đóng cửa rồi, hết giờ làm việc rồi. Nếu mà thẻ Sacombank Visa rút cái tiền này vẫn được nha. Ông này nhìn trông giống người Hàn Quốc hay người Trung Quốc đó các bạn, đang rút tiền Sacombank nè. Đằng xa kia có các bạn Vietinbank à. Đây các bạn, Vietinbank Bixi Mini. Rồi khúc này kẹt xe rồi, đường một chiều mà cũng kẹt xe nè. Do trường hợp mà tôi đậu xe ra đường nhiều quá nè. Đậu xe gần hết nửa con đường nè. Đây thịt nướng các bạn. Thịt nướng bên Lào 7.000 kiếp một cây. Mình sẽ mua 2 cây ha. Nhìn hấp dẫn quá. Wow, đây là thịt heo nha các bạn. Rồi thử thôi, 7.000 kiếp. Nói chung là hơn chai nước suối một chút thôi. Chai nước suối 5.000, 6.000 rồi, cái này 7.000. Rồi mời các bạn dùng thử với mình nha. Vị ngọt ngọt mặn mặn nha các bạn. Ngọt ngọt mặn mặn. Cũng ngon, cho 8 điểm. Cắt mấy cái chỗ cháy đi nha, mấy cái chỗ nào bị cháy cắt đi. Wow, mình vừa mua cái cây thịt nướng đây các bạn. Cây này là 7.000 nha. 7.000 kiếp, rất là hấp dẫn nha. Rồi mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Rất là ngon nha. Cái này ngon nhiều so với xúc xích nha. Xúc xích là 10.000, nhưng mà nó có pha bột tùm lum không. Cái này mùi vị rất là ngon. Những cái này đang nướng chưa có chín không? Cái chín rồi để ngoài đây nè.
có mùi giống như có mật ong ở trong đây các bạn. Xe của Lào á, như chiếc này á, biển số có 3 số à các bạn. Chắc có lẽ là phân khối lớn, còn những dòng xe khác là 4 số. Đây. Mà nó màu vàng nữa, bình thường nó màu vàng nữa. Có chiếc này là 3 số à. Có chiếc này biển số màu xanh nữa nè. Bán nào? Ta cái nào? I'll get a Mochi chicken. Có hạt hả? Một nhóm người Việt Nam đang mua trái cây. Các chị, các anh ở Việt Nam qua đây mua trái cây nè. Chào chị. Rẻ hơn bên Thái đó. Rẻ hơn bên Thái đó. À, rẻ hơn bên Thái đó.